Rồi hôm bữa mình có ba câu thuật ngôn này về làm ở nhà đúng không? Rồi cái câu này thì mọi người lưu ý cái từ số 6 là mọi người sửa lại cánh cánh nhầm nha, là Iwa chứ không phải là Ewa nha. Iwa là giống giống như. Rồi thì cái chú thích ngữ, cái ghi chú ngữ pháp ở dưới cho cái Ewa bỏ luôn, bởi vì nó không phải là Ewa, nó là Iwa ha. Iwa, Iwa. Rồi ai 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 xung phong dạy câu này. Gìn giữ sự không dễ vui giống như Ai là pháp đối tượng của gìn giữ sự Bậc không dễ vui cường. dạ cái này là giống như cái lời khuyên vậy đó. Không, thiếu thiếu rồi em. Ai ai gìn giữ sự không dễ vui, coi kỹ lại, coi kỹ lại. Coi cái bảng từ vựng á em, coi cái bảng từ vựng á. Ha thầy. Đúng rồi, bậc Bậc trí gìn giữ sự không dễ vui rồi, như như giống như là pháp tối thượng. đúng, giống như là pháp vô thượng nè. Bậc trí gìn giữ sự không dễ vui giống như pháp tối bá a ma đanh cha bệt tha quy tham măng xét thăng quá rất khá tí nha. Áp bá ma đanh cha bệt tha quy tham măng xét thăm quá rất khá tí. Bậc trí gìn giữ sự không dễ vui giống như pháp tối thượng, được không? Mọi người có thắc mắc gì về ngữ pháp câu này không? Rồi câu này sao? Thí sang tí ba răng su khăn. Ná thí sang tí ba răng su khăn. Rồi con này sao mọi người? Con này sao? Con này dễ mà đúng. Sự an lạc bên ngoài không có sự an tịnh, đúng không thầy? Không, bình tĩnh lại chị, bình tĩnh lại, coi cái ghi chú ngữ pháp nè. Lạc không có được từ sự an tịnh bên
Anh từ từ nói lại Cường, thầy thầy mới mute nữa, nên không có nghe tiếng em nữa. Sự an lạc không có từ sự an tịnh bên ngoài. Chưa Là được. nó phải từ... Chưa được, từ từ. Nào bình tĩnh nè. Bây giờ coi cái ghi chú ngữ pháp nè. Ghi chú ngữ pháp nó có nghĩa là sao? Nó có nghĩa là santibara, nó là một cái tính từ ghép. Có nghĩa là ở đây á mình phải đọc santibara là mình đọc chung. Tức là santibara nó hợp lại thành một cái ý tưởng chung, một cái ý nghĩa chung. Chứ mình không tách cái santibara ra nữa. Mà người hình dung nữa, tức là để trong bản từ vựng thì dẫn liệt santi cái loại bara ra cho mọi người để mọi người hiểu cái cách làm việc. Nhưng mà khi mà đọc cái câu thì santibara này nó là nôm na là giống như nó thành một cái từ, nó đã là một cái từ ghép rồi, nó là tính từ ghép nè, nó ghép lại từ santi rồi bara. Thì đầu tiên bây giờ mình phải xác định cái nghĩa của santibara là cái gì. Rồi hiểu, mình phải xác định cái nghĩa santibara là gì, chứ nó cái santibara nó không phải hai từ riêng. Nó hai từ riêng thì mình mới xử lý theo theo kiểu là mỗi từ cái ý nghĩa nó riêng, mình ghép riêng. Còn bây giờ nó đã thành một rồi thì mình phải tìm cái ý nghĩa của cái từ ghép đó là gì, cái nghĩa chung của cái từ ghép santibara là gì, được không? Rồi mình mới lắp với cái danh từ còn lại. Sự an tịnh bên ngoài không có sự an lạc. Sự an tịnh bên ngoài. Sự an tịnh bên ngoài. Sự an tịnh ngoài không có sự an lạc. Rồi cô đọc lên vậy cô thấy nó trơn nghĩa không? Cô thấy nghĩa trơn tru không? Sự an tịnh. Tức là bây giờ chưa nói chuyện gì cao siêu phân tích sao, nhưng mà cô đọc lên vậy cô thấy cái nghĩa nó trơn tru không? Hãy nó trơn tru thì mình mới còn bàn tiếp, tại nhiều khi nó trơn tru nhưng mà cũng chưa chắc là nó đúng, đúng không? Chưa chắc là nó đúng quá, nhưng mà mình không nghe nó trơn tru thì là 100% nó có vấn đề rồi, đúng không? Mình đọc lên mình nghe thấy gì mà lạo chảo đó là 100% nó có vấn đề, còn không là chỉ có cái câu này là khánh lộn khánh viết sao nó sai, từ nó nhầm lẫn thôi. Sự an tịnh bên ngoài. Bây giờ sự an tịnh bên ngoài còn cách giải thích nào nữa không? Ngoài cái sự an tịnh bên ngoài. An tịnh bên ngoài. Không có sự an lạc. Sao anh? Không có sự an lạc do sự an tịnh bên ngoài của tâm. Là sao anh? Sự an tịnh bên ngoài của tâm. Sự an tịnh. Tức là chỉ có sự an lạc đến từ bên trong thôi. Còn mình để suy nghĩ thì là mờ đó. Vậy thì mình phải giải thích cái santibara này sao để cho nó xuôi. Bình an bên ngoài không có sự an lạc. Bình an bên ngoài không có sự an lạc. Là sao em đã bình an đã bình an không? Rồi bình an bên ngoài, bình an bên trong, rồi bình an bên ngoài. Sự tịnh mà đến từ ở bên ngoài á. Thì nó không có sự an lạc. Không, cái này nó có nghĩa là đừng có nhìn thấy bên ngoài mà đánh giá bên trong của thầy. Không. Phải không? Có phải là cái vấn đề mọi người là ở chỗ cái từ ghép này mọi người giải nó không thỏa đáng nè. Có phải là nằm ngoài cái sự an tịnh của tâm? Đúng rồi, vậy thì phải là làm sao? Vậy thì santibara phải hiểu là gì? Là
không có sự an lạc nằm ngoài cái sự an tịnh của tâm. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì đúng bây rồi. Giờ Santibara nghĩa là gì? Bây giờ Santibara rồi. Nó dễ lắm, bây giờ Santibara là theo cái nãy anh mới đọc á, là nằm ngoài sự an tịnh của tâm. Đúng, nằm ngoài sự an tịnh của tâm, hay là đơn giản là bên ngoài sự an tịnh. Còn cô Tí, cô cứ cố giải là sự an tịnh bên ngoài. Cô hiểu không? Tại sao cứ phải là sự an tịnh bên ngoài? Ở đây là bên ngoài sự an tịnh. Sự an tịnh là sự an tịnh của tâm á. Bên ngoài sự an tịnh. Hay là hiểu mà nôm na theo tiếng Việt của mình á, là khác với sự an tịnh nó bên ngoài, tức là không phải là nó. Bên ngoài sự an tịnh tức là không phải là cái sự an tịnh đó. Giống như nói cái người lạ, người bên ngoài nhà mình, không phải là người nhà của mình thì là người lạ. Đúng không? Không phải là người, không phải người ở trong nhà, người ở ngoài đường tức là người lạ. Không phải người thân của mình. Thì cái này nó cũng vậy, bên ngoài sự an tịnh hiểu theo tiếng Việt mình nôm na tức là khác với cái sự an tịnh đó. Tức là ngoài cái sự an tịnh đó ra. Tức là cái bên ngoài đây hiểu theo nghĩa là ngoài luôn á, ngoài khác á, chứ không phải là chỉ cái vị trí, chứ không phải chỉ cái vị trí không. Ngoài sự an tịnh nó ra, tức là không có cái lạc nào ngoài sự an tịnh. Được không? Tức là nói một cách phủ định, còn nói khẳng định là sao? Nếu mà cái câu này, cái ý mà mình muốn nói khẳng định thì mình nói sao? Theo người Việt mình là tại sao không có lạc ngoài sự an tịnh, vậy thì sao? Không có an tịnh thì không có an lạc. À, thì cũng đúng, nhưng mà còn cách dễ hơn nữa là cái gì? Là chỉ có là sao? An tịnh mới có sự an lạc. Chỉ có sự an tịnh mới là sự an lạc. An lạc. Ha, Santibara nó ghép lại á, thì về mặt nguyên tắc á, mình có thể hiểu là ngoài sự an tịnh, và cũng có thể hiểu như cô là sự an tịnh ở bên ngoài. Nó có thể hiểu theo nhiều nhiều khía cạnh lắm. Mình chỉ biết là Santi là sự an tịnh, Para là bên ngoài. Thì bây giờ hai cái ý đó nó kết hợp lại với nhau thì nó có thể ra nhiều trường hợp lắm. Mình phải coi hết mấy trường hợp đó, mà thường rõ ràng nhất ở đây nó chỉ có hai trường hợp thôi. Tức là một, như cô nói là sự an tịnh bên ngoài. Hai nữa là sao? Là ngoài sự an tịnh. Nó là hai chuyện khác nhau hoàn toàn, đúng không? Sự an tịnh bên ngoài với lại bên ngoài sự an tịnh là tự nhiên nó ra hai cái nghĩa khác nhau. Thì mình phải coi hết. Mình mới coi hết hai trường hợp đó. Đây, câu này dễ nè ha. Câu này. Bố thí pháp vượt trên mọi sự bố thí.
Đúng rồi, vô pháp vô mọi sự thấy. Nó còn cách đúng đọc. Rồi, vô pháp vô mọi sự thấy. Nó còn cách đọc. Còn cách đọc nào khác nữa không? Tức là giờ mình tạm thời mình chưa xét cái ý nghĩa nó, mình chỉ xét về mặt ngữ pháp thôi. Thì nó còn cách đọc nào khác không? Nha, tức là tạm chưa xét ý nghĩa, nó có thể đọc lên cái nghĩa nghe rất vô lý nhưng mà nó hợp ngữ pháp đi cái đã. Thì còn còn cách nào không? Cái đa năng này là tính gì? Đa năng là tính gì mọi người? Đa năng là tính gì? Trực bộ cách thôi thầy. Không, tính gì, tính gì? Có ba tính á, là tính gì? Tính chung. Tính chung. Tính chung đúng không? Tính chung. Đúng không? Tính chung. Rồi. Tính rồi. Chung thì tính chung thì trực bộ cách với lại chủ cách với lại chủ cách nó. Nè, bản biến cách của danh từ tận cùng a trung tính à, trực bổ cách với chủ cách của nó làm sao? Được bổ cách với chủ cách của nó. Sao? Sao mọi người? Giống nhau hả? À, giống nhau. Giống nhau đúng không? Vậy thì nó dẫn đến cái chuyện gì? Nó dẫn đến cái chuyện gì khi mình đọc cái câu này? Khi mình chưa xét cái ý nghĩa của nó, mình chỉ đọc ra thôi. Thì nó sẽ có mấy cách đọc. Nó giống nhau đúng không? Vậy thì thử hỏi là bây giờ đa năng ở đây là chủ cách hay trực bổ cách? À, đúng. Nếu vậy cái cách hồi nãy như anh Hòa đọc á, thì cái đa năng ở đây nè là chủ cách hay trực bổ cách? Cái số 2 là chủ cách. Đúng. Cái này là còn cái này là gì? Còn cái đa năng ngay đây là gì? Ngay cái sọc ba đa năng là gì? Là trực bổ cách. Đúng, là trực bổ cách. Thì bởi vậy mình mới đọc là bố thí pháp, đúng không? Vượt trên mọi sự bố thí. Rồi. Vậy bây giờ nó còn cách nào nữa? Nó còn cách nào nữa? Tất cả pháp, tất cả sự bố thí vượt trên bố thí pháp. Đúng, tất cả sự bố thí vượt trên bố thí pháp. Chưa nha, mình chưa xét ý nghĩa nha, mọi người hình dung chưa, mình chưa xét ý nghĩa. Bây giờ mình chỉ nói thuần túy về ngữ pháp thôi, thì mình có mấy cách đọc là tổng cộng nó phải
hai cách đọc như vậy. Câu này nó phải có hai cách đọc như vậy. Là bố thí pháp vượt trên mọi sự vô thí, hoặc là mọi sự vô thí vượt trên sự bố thí pháp. Lý do tại sao? Bởi vì cái này là tính chung, đa năng là tính chung, mà tính chung thì chủ cách với chủ của cách nó giống nhau. Nó như phải vô là mình đọc tọt liền ra là sự bố thí pháp vượt trên mọi sự bố thí đó. À, còn cái lý do mình lấy cái nghĩa là bố thí pháp vượt trên mọi sự bố thí là gì? Lý do là gì? Lý do đơn giản lắm, lý do nó là gì? Lý do là gì cô Tuyết? Vì danh từ, hai danh từ mà danh từ nào nó đứng cạnh bên động từ thì cái danh từ đó nó mạnh, nó là chủ từ. Cho nên cũng không hẳn, dùng cũng, là không, cũng không hẳn cô, cũng không hẳn. Cái đó nó cũng tương đối rồi, cái đó nó tương đối. Nó tương đối rồi chứ nó cũng không có tuyệt đối nữa, thành ra mình cũng không dùng nó, mình kết luận được. Thầy nói đó, thầy dạy, thầy nói là hai danh từ. Đúng. Danh từ nào đứng trước động từ? Đúng, nhưng mà nó tương đối thôi. Đúng không? Lúc nào Khánh nói đó, Khánh cũng nói nó rất là tương đối thôi, nó chỉ tương đối thôi. Còn đây mình cần một cái quyết định tuyệt đối để mình, tại vì cái nghĩa này nó quá nghiêm trọng. Mọi người hình dung được không? Giữa hai câu nó ra cái nghĩa quá nghiêm trọng nên mình không thể lấy cái tương đối mà mình quyết định nó được. Tại cái này là Phật ngôn mà thầy, trong giáo lý đã nói vậy. À đúng, chính xác, đó, lý do chỉ có vậy thôi. Lý do chỉ có vậy thôi. À, lý do nó chỉ có vậy thôi, bởi vì giáo lý mình dạy như vậy nên mình hiểu được cái nghĩa của nó phải là sự vô lý pháp vượt trên mọi sự vô lý. Còn cái đọc lại kia nó không đúng. Chứ còn nếu mình chỉ biết ngôn ngữ không thì nó không giải quyết được gì, nó sẽ có hai cách đọc như vậy. À rồi. Cái đó mình nghe mình tưởng đâu chơi chơi cười vui chứ có đó nha, có chứ không có đâu. Có một số cái đạo khác á, Khánh biết Khánh từng thấy một cuốn như vậy, nó bán ở trên Amazon á, là của cái đạo gì cũng của bên Ấn Độ, của một vị đạo sư gì đó, mà họ dịch cái quyển pháp cú á, họ dịch cái quyển pháp cú của mình á, dịch từ Bali ra, mà họ dịch ra họ dịch theo cái quan điểm của họ, tức là cũng lấy câu từ Bali vậy đó, rồi cũng lấy cái nghĩa dịch ra, nhưng mà họ nhìn nhận theo cái quan điểm, họ giải thích theo quan điểm. Có đấy, không có đâu. À, có đó, cho nên mình chỉ dựa vô cái ngôn ngữ không, nhiều khi nó chỉ là cái vỏ thôi, bên trong người ta cũng có thể cháo cái đó đi, người ta nói cái khác được. Nha, à, đó, anh em mình tưởng nó đơn giản chứ cả một cái cả một nguyên tắc đó. Rồi. Ok rồi, cái câu còn lại của bài 1.2 ha. Vậy thì Khánh mới gửi qua Facebook cho mọi người cái file 1.2 á. Cái file 1.2 bổ sung mấy câu danh ngôn á. Đó thì mọi người về nhà mọi lần có thể lát mình làm một vài câu rồi. Cái phần còn lại mọi người về nhà làm tiếp ha. Thì làm mấy cái câu nhỏ nhỏ vậy á để ôn lại mấy cái điểm ngữ pháp của mấy cái bài cũ cho mọi người á. Với lại này, mọi người đọc mấy cái câu ngắn ngắn như vậy á để nó nhạy bén hơn, thì mình vào câu dài á nó sẽ đỡ nó đỡ quá tải với mình hơn. Nha, rồi cái đoạn này bữa trước xong nè ha. Rồi, tới đây. Rồi. Vô chá búp bê bá má di toa bắt chá xô nắp bá má chá tí xô măng lô căng bá pha xế tí bá pha xế tí áp pha mút tô quá chanh đi mà. Rồi. Rồi, rồi coi cái từ vựng với cái ngữ pháp của nó ha.
Rồi có ai giải ra đoạn đó chưa? Dạ thầy em dịch thử. Rồi dịch em. Dạ người mà ở trong quá khứ đã sống dễ vui. Người sau đó người đó không có. Sau đó người đó sao? Sau đó người đó không dễ vui. Sau đó người đó không dễ vui. Rồi sau đó người đó không dễ vui thì sao? Thì cái người đó đó là làm trong cái làm sao thì người đó giống như là được sáng rực trong cái thế gian này. Không, tôi rồi em. Em hiểu đúng rồi đó nhưng mà em còn lẫn cái nghĩa. Cái nghĩa đó là tỏa sáng thế gian. Đúng, người đó làm tỏa sáng. Đúng, người đó làm tỏa sáng. Giống như Khoan, Khánh mới mute lại á. À, giống như mặt trăng thoát khỏi mây đúng không? Không phải là người đó được tỏa sáng ở trong cái gì đó. Người đó làm tỏa sáng cái gì? Người đó làm tỏa sáng cái gì? Người đó làm thế gian tỏa sáng. Đúng rồi, người đó làm tỏa thế gian tỏa. Nhưng mà chỗ này vẫn thiếu nè, cái số này vẫn thiếu nè, cái số năng này là gì? Cái số năng này mọi người, cái số năng này là gì? Chính người đó là gì? Để tôi nhắn tin. Nếu chính người đó phải là gì? Chính người đó là số thôi là đủ rồi. Nếu còn nếu chính người đó thì thường nó sẽ dùng thêm cái ê quá này nè để nó nhấn mạnh vô. Vậy số măng đó là gì em? Chứ mọi người giải cái số măng đó làm sao? Trong cái bảng này làm gì có cái từ nào là số măng đúng không? Vậy thì à đây nè. Đây nè, tách ra cho mọi người đúng không? Vậy thì số măng đó là gì? Số măng đây là gì? Bạn người ấy cộng với cái dễ vui đó, vật ấy. Là số. Không, bây giờ nói chuyện có lý đó. Là số cộng với y măng rồi. Vậy cái măng đây là nó chỉ cho cái gì? Nó chỉ cái đặc tính dễ vui mà người ta đã trong quá khứ người ta bây giờ đã hết rồi đó. Đúng. Vậy thì cái chỗ này chị đọc sao? So y măng thì lúc này cái câu nó thành so y măng lô căng bá pha xê tí. Vậy chị đọc sao? Thì sau đó người ấy người ấy với cái đặc tính mà làm cho thế gian được tỏa sáng, kiểu như mà khó giải thích lắm này. Ừ thì không dễ vui của người ấy hả thầy? Không, cái măng này nó nghĩa là gì? Măng là vật ấy, người ấy. Vật ấy, người ấy. À, mọi người nhớ cái đại từ nó có thể dùng theo mấy cách trước mình nói rồi đó. Nó có thể dùng theo mấy cách. Danh từ hoặc là đúng, danh từ hoặc là gì? Tỉnh từ. Tỉnh từ đó, chính xác rồi. Nếu vậy đây nó dùng như cái gì?
Nó dùng như gì? Tính từ đúng. Nó dùng tính từ. Rồi nếu dùng như tính từ thì nó bổ nghĩa cho từ nào? Nó bổ nghĩa cho từ nào? Không dễ vui. Không, nó đang bổ nghĩa cho từ nào mà em? Còn nếu mà nói là không dễ vui thì nó lại là bổ nghĩa cho cái từ sâu quá. Bổ nghĩa từ sâu. Rồi, bây giờ nếu em bổ nghĩa từ sâu thì nguyên tắc bổ nghĩa cho từ sâu nó phải thỏa mãn ba điều kiện gì nhớ không? Cùng cách, cùng số với cùng tính. À. Vậy đây sâu là cách gì? Sâu là cách gì em? Sâu là chủ cách. Đúng, tính gì? Tính nam. Đúng, tính nam, y măng đây là cách gì? Chủ cách. Chủ cách gì nữa? Gì nữa, thấy không? Mình phải coi hết tất cả trường hợp. Măng là chủ cách. Chủ cách, rồi. Tiếp theo nếu nó chủ cách nó phải là tính gì? Chủ cách nam tính. Không. Đây nè. Bạn biến cách nó đây nè cho mọi người coi luôn. Nam tính. Thì nó chỉ có thể là gì thôi? Đúng. Nếu nó là chủ cách nó phải là trung tính. Trung tính. Đúng không? Mà show ở đây là tính gì? Show ở đây là chủ cách. Không show rồi, tính gì nữa? Nam tính. À, nam tính. Đúng không? Mà như vậy nếu mà khẳng định y măng là chủ cách thì y măng phải là trung tính. Mà show thì là nam tính, vậy nó có thể bổ nghĩa cho show được không? Không. Không, sao? Nó bổ nghĩa cho lô cam. Đó, đó. Nó bổ nghĩa cho lô cắn. Đâu mọi người thấy khó không? Đâu có gì khó, nó nằm hết trong những cái cơ bản thôi. Chứ ở đâu tất cả thông tin này mình biết hết. Nó đi muốn nói cái gì, bổ nghĩa cho cái gì. Thì phải nhớ lại ba điều kiện là phải cùng tính, cùng cách, cùng số. Mà tính nó mình biết không? Biết, có trong bảng từ vựng đấy. Rồi cách nó mình biết không? Biết luôn. Mở cái bảng biến cách ra, số nó biết không? Biết luôn, cũng mở bảng biến cách ra luôn. Rồi xong. Là toàn là những thông tin mình biết không à, đâu có gì mình không biết đâu. Nếu mà vấn đề là mình vận dụng nó nhuần nhuyễn hay không thôi. Chứ nó đâu có gì đâu khó, toàn là những cái cơ bản không hả? Nó y măng đây nó phải bổ nghĩa cho lô căng nè. Tức là thế gian này. À, người ấy chiếu sáng thế gian này. Ha, hoặc là người ấy làm cho thế gian này tỏa sáng. Ha, thì thực chất là ý muốn nói là người đó chiếu sáng thế gian này á. Ha, còn người ấy tỏa sáng lại là cái nghĩa khác, tức là người ấy tự sáng lên, không phải. Tỏa sáng lên không phải, đây muốn nói là người ấy chiếu sáng thế gian này. Ha, tất nhiên là bản thân người ấy phải tỏa sáng thì người ấy mới chiếu sáng thế gian này, nhưng mà ở đây cái câu này nó muốn nhấn mạnh cái phương diện là cái tác động của người ấy, và người ấy chiếu sáng cái thế gian này á, chứ không phải nói là người ấy sáng, người ấy rực rỡ một mình, không phải. Nó đang muốn nói cái chuyện là người ấy chiếu sáng thế gian này ha, cho nên mình dịch là người ấy tỏa sáng, và nó sẽ khác cái nghĩa liền. Mình nhìn qua thì mình không lấy nó khác, mà nó khác cái nghĩa ha, tức là người ấy chiếu sáng thế gian này. À, người ấy chiếu sáng thế gian này. À, còn nói người ấy tỏa sáng trong thế gian này à, thì nó lại là cái nghĩa khác nữa. Bởi vì anh có thể anh tỏa sáng trong thế gian này, nhưng mà ví dụ như anh tỏa sáng, anh sáng mình anh sáng một góc nào đó thôi, chứ anh cũng không làm cho cả thế gian này nó sáng được hết. Còn đây cái câu này có nghĩa là chiếu sáng toàn bộ thế gian, làm cho cả thế gian nó sáng lên luôn. Mình hiểu nôm na là như vậy. À, ok ha, tức là cái show măng đó là vậy, tức là
Người ấy chiếu sáng thế gian này giống như mặt trăng thoát khỏi mây. Rồi. À, cái alpha này là cách gì mọi người nhớ không? Alpha này là cách gì? Sức sức cách hả thầy? Sức sức cách rồi. Sức sức cách. Rồi, sức sức cách gì nữa? Sức cách gì nữa? Bữa mình mới nói. Sức sức cách gì nữa? Sức sức cách gì? Cái chức năng của nó. Cái chức năng của nó. Sức sức cách phân ly. Đúng rồi. Phân ly gì đó? Phân ly à, phân ly. Nhớ nha, nhớ nốt lại nha. Nhớ nốt lại nha. Phân ly. Of lady of separation. Đúng không? Tức là mặt trăng nó thoát khỏi mây rồi, coi như nó tách khỏi mây, nó phân ly khỏi mây, nó thoát ly khỏi mây. Giống như bây giờ dịch mà kêu là cách ly đó. Nó là phân ly, cách ly, nó cái nghĩa nó như nhau. Nó tức là cách ly khỏi cái gì đó, tách khỏi cái gì đó, thì cái gì đó nó phải biểu đề cái sự xuất cách là mặt trăng. Ha, chanh đí ma là mặt trăng. À, mặt trăng thoát khỏi mây. À, thì mặt trăng là cái mà nó đi, nó ra đi, à, nó tách đi thì nó tách khỏi cái, nó tách khỏi ai thì cái đối tượng mà nó tách khỏi đó, cái nguồn mà nó tách khỏi, cái nơi mà nó tách khỏi đó, tức là ở đây là mây, nó tách khỏi mây thì mây đó phải ở xuất xứ cách, nha, gọi là xuất xứ cách phân đi, nha mọi người nhớ nốt lại nha, nhớ nốt lại mấy cái chức năng dùng. Đây, câu này xong ha, rồi có thắc mắc gì về cái câu này nữa không? Rồi, em qua bài 4.3 ha. Qua 4.3. Dạ, dạ. Rồi. Đây, bài 4.3. Nha, ngữ pháp bài 4.3 thì mình không có thêm gì nhiều. Mình chỉ học toàn bộ cái bản biến cách của hai văn với lại yên mang. Ha. Đây là cái này, cái kia đó. Hai văn với lại yên mang. Đây. À, cái này có trong tài liệu hết rồi ha. Đó, nam tính thì nó là Ajan. Đây là số ít ha, nói chuyện số ít trước. Nam tính thì nó là Ajan. Chủ cách là Ajan. Được bộ cách là Iman. Sở hữu cách với dáng bộ cách giống nhau là Imatsá hoặc là Asá. Cái Asá này rất dễ lầm thành con ngựa nha. Mọi người nốt lại, rất dễ lầm thành con ngựa. Asá nó có một nghĩa là con ngựa. Rất dễ làm cho từ điển, nhiều khi mới học rất là dễ làm. À, nó có nghĩa là con ngựa, nhưng mà nó trùng với cái từ đó, nó trùng với cái từ Asá là con ngựa. À, nhưng mà nó không phải, nó là sở hữu cách hoặc là dáng bộ cách của Ima, à, Ima. À, Imatsá hoặc là Asá, dùng một cách là Imina hoặc là Anena. Sức sức cách là Imam ha, Imasma hoặc là Asma. Thì chữ cách là Imasmin, Imam Hi. Đó thì nếu mình học kỹ cái bản biến cách của danh từ nam tính với trung tính tận cùng A thì mình sẽ thấy là mấy cái đuôi Asá đây nè,
đó, rồi ina với ena đây là nó giống nè, rồi amha đây cũng vậy, amha asma, asma đây là nó giống, vị trí cách cũng vậy, asmin hoặc amhi nè, đó là nó giống. À, trung tính thì nó có hai dạng, một là iman hoặc là idan. Idan thì phải hiểu đây á, là hai cái dạng này nó dùng trao đổi lẫn cho nhau, tức là chủ cách suất là iman, trực bổ cách suất cũng là iman luôn. Ha, tức là trung tính mọi người luôn nhớ là cứ danh từ hoặc là đại từ trung tính á, là cái chủ cách với trực bổ cách của nó luôn luôn giống nhau. Ha, nhớ nha, cứ trung tính là chủ cách, trực bổ cách là nó luôn luôn giống nhau. Thì đây nó có dạng, một là iman, tức là chủ cách là iman, trực bổ cách là iman luôn. Và cái dạng thứ hai là idan, thì dùng trao đổi lẫn với nhau, tức là chủ cách là idan, trực bổ cách là idan luôn. Ha, chứ không phải là, không phải viết vậy ở đây là chủ cách là iman, trực bổ cách là idan nha, không phải nha. Không phải, mà nó là hai dạng dùng trao đổi lẫn với nhau. Nó vừa là chủ cách, nó vừa trực bổ cách luôn. Nha, chỗ này nha, nếu mà lộn mọi người nốt lại. Rồi sở hữu cách thì cũng là imasa, asa, ha, tức là nó giống với nam tính này, đó, bởi vậy. Nên mọi người coi cái đường gạch của cái ô á, đó, để nó gạch gì, tức là hai bên nó chung với nhau nè. Ha, nó không có cái đường kẻ ở giữa, tức là nó chung với nhau. Đó, thì đây là imasa hoặc là asa. Rồi dụng cụ cách cũng là imina hoặc là anena luôn. Ha, là giống với nam tính luôn. Rồi xứ xứ cách, đó, xứ cách cũng giống luôn là imam, ha, imasma, asma. Ha, vị trí cách là imasmin, imam hi. Nha. Rồi nữ tính ha, nữ tính thì nó hơi cái khác một chút thôi ha. Nữ tính thì thứ nhất ở đây chủ cách với trực bổ cách nó sẽ giống nam tính, là chủ cách là ayan, trực bổ cách là imam. Ha, sở hữu cách là imitsa, ha, hoặc là imitsa ya. Ha, hoặc là ima ya, asa ya, hoặc là asa. Nó hơi quái quái chút, nhưng mà thật ra mấy cái trong ngoặc nó ít xuất hiện lắm. Thường cái xuất hiện nhiều là cái ima ya này nè. Ima ya nó xuất hiện nhiều. Rồi dán bổ cách, dụng cụ cách với lại xuất xứ cách đó, nó là ima giá luôn. À, ima giá luôn. Rồi vị trí cách là imisan, imisa, imayan, asan. Đó thì cái từ asan đây dễ lầm với cái con ngựa đó nãy Khánh nói đó. Thì asan nếu mình không khéo thì mình dễ đọc thành nó trực bổ cách của cái asá đó, tại vì asá đó nó là nam tính. Nha, asá con ngựa là nam tính. Hay mình dễ lộn nên mọi người chú ý cái đó. Rồi số nhiều ha, số nhiều. Số nhiều thì nam tính chủ cách trực bổ cách giống nhau là ime ha, ime. Rồi sở cách là ime sang, ime sanang, hoặc là e sang e sanang. Nghe dùng của cách là ime phi, ime hi, hoặc là e phi e hi. Nha, vị trí cách là imesu hoặc là esu. Trung tính là imani ha, imani. Rồi dưới đây nó giống nam tính hết. Nữ tính thì là ima hoặc là imayo. À, ima hoặc là imayo. À. Sở cách với dán bộ cách là ima san là imasanang. Sử dụng cụ cách xứ cách thì là imafi, imahi. À, vị trí cách là imasu. À, rồi. Thực ra mấy cái này ban đầu á, mọi người chỉ cần mọi người cố gắng, mọi người học thuộc cái chủ cách với trực bổ cách thôi. À, mấy cái còn lại mình cứ coi coi qua cho mình có ấn tượng đó. Rồi mình cứ vô mình đọc quen đó, thì mình nhớ thôi, không cần mất công học thuộc lòng cái này, vì mấy bản này rất là khó học thuộc lòng,
mà không để làm gì hết, bởi vì nó xuất hiện không có nhiều. Nghe mình thấy nó đồ sộ vậy chứ trong thực tế nó xuất hiện không có nhiều đâu. Nghe nên mình dành nhiều thời giờ mình học cái này nó không ấy làm gì, mà mình học nó mình lại thấy nó mệt thêm, mà ra nó không cần thiết. Chỉ cần nhớ cái chủ cách với trực bổ cách đó, là thường xuyên xuất hiện. À, còn mấy cái dạng dưới đó, cái nào mà dễ nhớ nhất, ráng nhớ được thì nhớ, còn lại mình cứ vào đọc từ từ mình quen thôi. Rồi, với đoạn kinh ha, đoạn kinh. Đề ma phích kha quê parisa kata ma đề uttana cha parisa gan phira cha parisa kata ma cha phích kha quê uttana parisa ipa ipa phích kha quê yasang parisa yang phích khu phá ta hồn ti cung na la chá bá la múc khá ra quy kỳ ná quát cha á sang bá cha na á sá ma hi ta á sá ma hi ta quy phần tá chích ta bá cá tình rí gia a dăng quốc cha ti phích khá vê quốc ta na bá rí sa kata ma cha phikhawe gan phira parisa ikha phikhawe yasang parisa yang phikhu anuttha anuttata honti anunnala acha bala amukhara awikinna vacha sambhachana samahita e các gá chích ta sang quật tình riya a dăng quật chá ti a dăng quật chá ti phí khá quê gần phí ra bá rí sa y mà khô phí khá quê đề bá rí sa đề mà phí khá quê bá rí sa cá ta mà đề quắc gà chà bá rí sa sa mắc gà cha bá rí sa ca ta ma cha phích kha quê quắc gà bá rí sa ích thá phích kha quê giá sẵn bá rí sa dân phích khu phan đà ná cha ta ca lá há cha ta quy hoa đà bà na quy hàn ranh ti a dân quốc cha tí phích kha quê quắc gà bá rí sa kata ma cha phích khâu quê sa mắt gá bá rí sa ít thá phích khâu quê giác sang bá rí sa dân phích khu sa mắt gá sa mô đá ma na a quy quá đá ma na khi rô đá kỳ phu ta quý há rành tí a dân quốc gia tí phích khâu quê sa mắt gá bá rí sa y ma khô phích khâu quê đề bá rí sa đề ma phích khâu quê bá rí sa kata ma đề quý sa ma cha bá rí sa sa ma cha bá sa ma cha bá rí sa kata ma cha phích khâu quê quý sa ma bá rí sa ít thá phích khâu quê giác sang bá rí sa dân át tham ma cầm ma ni bá quát tần ti bá quát tần tí thâm ma cầm mani nạp ba quát tần tí a quý nà giá cầm mani ba quát tần tí quý nà giá cầm mani na ba quát tần tí a thâm má cầm mani đi bành tí thâm má cầm mani na đi bành tí a quý nà giá cầm mani đi bành tí quý nà giá cầm mani na đi bành tí a dân quốc cha tí phích khâu quê quý sa ma bá rí sa kata ma cha phích khâu quê sa ma bá rí sa
Ittha Vikhave Yaksan Parisayan Thamma Kammani Bhavatanti Athamma Kammani Na Bhavatanti Vinaya Kammani Bhavatanti Avinaya Kammani Na Bhavatanti Thamma Kammani Dibbanti Athamma Kammani Na Dibbanti Vinaya Kammani Dibbanti Avinaya Kammani Na Dibbanti Ayang Vukjati Vikhave Sama Parisa Imakho Vikhave Dwe Parisa. Rồi, mọi người coi từ vựng với ngữ pháp của nó ha.
Rồi mọi người có ai giải ra chưa?
Rồi, có ai giải ra chưa? Cái đoạn này nó dài quá hả? Rồi xong mọi người, ba giải ra chưa hay là mọi người gặp cái khó khăn gì? Dema, Fikawe, Barisa là gì? Này các tỳ kheo. Có hai hội chúng. Có hai hội chúng. À, có hai hội chúng, chưa đầy đủ gì nữa. Đưa ma là gì? Đưa ma là gì? Có hai loại hội chúng. Không, đưa đây là về từ Bali, nó là gì? À, nó là một... cái gì em? Hai. Đê y ma. Đê đúng rồi, đê với lại ý. Ma. Rồi vậy đi sao? Có hai hội chúng này hoặc là đây là hai hội chúng.
Rồi sao nữa? Katama đuổi. Hai hội chúng nào? Đúng, hai hội chúng nào. Rồi, tiếp theo cô, tiếp theo sao? Hai hội chúng nào? Rồi, tiếp theo dòng thứ ba, Uttana. Barissa, Ramita, Cha Barissa. Rồi, sao? Họ và thế là hội chúng nông cạn, hội chúng nông cạn, hội chúng thâm sâu. Đúng rồi, hội chúng nông cạn và hội chúng thâm sâu. Thâm sâu. Rồi. Còn tiếp. Hả? Này các tỳ kheo. Thế nào? Này các tỳ kheo. Hội chúng nông cạn. Này các tỳ kheo. Này các tỳ kheo. Cái gì là, cái gì là hội chúng nông cạn? Đúng rồi, cái gì là nội chúng nông cạn, hoặc là, hoặc là sao? Thế nào là hội chúng nông cạn? Thế nào là hội chúng nông cạn? Rồi. Rồi sao nữa? Ích tha, ích tha quê. Ích tha dân, ích tha dân hội chúng, ích tha dân ích tha, ích tha dân gia tha. Yasa, Yasa dan saya. Này các tỳ kheo. Rồi, cho này, các, này các tỳ kheo. Ở đây hội. Ở đây. Ở đây. Barisayan. Barisayan là cách gì? Là vị trí cách. Đúng rồi, vị trí cách. Còn giá xăng đây là gì? Giá xăng này nhớ không? Rồi, giá xăng này hơi khó à, cho biết luôn và vị trí cách của cái gì? Giá xa. Không, không phải vị trí cách. Vô văn đại từ quan hệ đó. À, đây. Này các tỳ kheo ở đây. Hội chúng. Ở đây hội chúng. À, hội chúng mà các tỳ kheo náo động chưa, từ từ, bây giờ vị trí cách thì mình phải dịch sao, mình phải dịch sao để nó thể hiện cái vị trí cách chỗ này, chỗ này, ngay cái vị trí này thì mình phải dùng từ gì? Từ từ gì để thể hiện vị trí? Trong hội chúng nào, hoặc là tại hội chúng nào? Được không? Tại hội chúng nào? Này các tỳ kheo ở đây, trong hội chúng này. Hội chúng nào? Nào. Hội chúng nào? Nào, bởi vì vô đại từ quan hệ á, mình phải dịch là nào, nhớ không? Đại từ quan hệ. Vô văn. Này các tỳ kheo ở đây. Trong hội chúng nào? Nào, đúng rồi. Trong hội chúng nào? Tỳ khu náo động. Các tỳ khu. Các tỳ khu náo động. Rồi. Kiêu căng. Đúng rồi.
thường. Đúng rồi. Nói nhiều, nói bừa bãi. Đúng rồi. Không tỉnh giác. Đúng rồi, không tỉnh giác. Không định tĩnh. Không định tĩnh. Không không tâm có tâm tháo động. Có tâm tháo động. Có tâm tháo, có tâm tháo động. Rồi sao nữa? Ôn là kiêu căng. Đúng rồi, kiêu căng. Kiêu căng thất thường. Đâu qua rồi, bây giờ tới có tâm tháo động rồi mà. Là bây giờ cái từ tiếp theo là tới cái bắt ca tháo động. Bắt ca là thất ca, thất thường. Muốn khái ra là nói nhiều. Nói nhiều, nói bừa bãi. Đúng rồi, bây giờ tới cái bắt ca Indriya này nè. Đây nè, nãy cô tới đây rồi nè. Bút ca rồi. Rồi nãy cô nói thì... rồi, thôi đọc lại cũng được rồi. Rồi Asamaya. Không tỉnh giác. Rồi. Không định tĩnh. Rồi. Có tâm tháo động. Rồi. Có thiếu, có các căn thiếu kiềm chế. Đúng rồi, có căn thiếu kiềm chế rồi. Có kiềm chế. Thì này các tỳ khu. Rồi. Này các tỳ khu. Thì những cái chuyện đó đó. Không phải những... được gọi là không phải những... được gọi là nhóm Utasa, nhóm nông cạn. Không, không phải, không phải. Không phải những chuyện đó. Cái ai văn này là... cái văn này nó chỉ cho cái gì? Ai văn này là nó là vị ngữ tính. Nó là vị ngữ phải không thầy? Không, nó đâu phải là vị ngữ. Nó đâu vị ngữ gì đây cô? Là nên nói cho mấy cái chuyện mà như là bích khu, náo động. Không, nó nói cho mấy chuyện đó. Nó nói cho một cái khác rõ hơn. Nói là những người không không tỉnh giác. Không tỉnh giác, không định tĩnh, có tâm tháo động. Có các căn thiếu kiềm chế. Thì được gọi là nhóm nông cạn. Không phải. Hội chúng nông cạn. Ý thì mình hiểu là đúng rồi, nhưng mà về ngữ pháp nó không phải chỉ cho mấy cái đó, nó chỉ cho cái khác. Cái văn này là chỉ cho Barisa đúng không? Đúng rồi. Chính xác hơn nữa là gì? Uttana. Uttana Barisa. Uttana Barisa. Uttana Barisa thì là ở trên cái câu giới thiệu, là Đức Phật giới thiệu là Uttana Barisa đó là hội chúng nông cạn. Thì bây giờ Đức Phật mới giảng tiếp là mới hỏi tiếp vậy này các tỳ kheo như thế nào là hội chúng nông cạn? Không, thì đây ngài đang giảng giải đó mà. Ngài đang giảng giải thế nào là hội chúng nông cạn mà. Thì cái nãy của mình là mình là gì? Này các tỳ kheo. Sao? Ở trong cái hội chúng, ở trong hội chúng nào? Cái gia sanh này là cái đại từ quan hệ nè, mình không thể bỏ qua được, nó rất quan trọng. Hội chúng nào, hội chúng nào mà có những cái hiện tượng này nè, thì cái hội chúng đó, ai văn này là chỉ cái đó, đó là cái hội chúng đó đó mới được gọi là hội chúng nông cạn. Cô hình dung được cái gia sanh này là nó chỉ cái nào, cái hội chúng nào á mà có cái này nè mới được gọi là hội chúng nông cạn. Còn những cái hội chúng khác mà không có cái này thì không gọi là hội chúng nông cạn. Cái ai văn này là nó đi, nó phối hợp với cái gia sanh ở trên đây nè. Nhớ không, nhớ cái mà dùng đại từ quan hệ mà kết hợp với lại đại từ chỉ định không? Đó là cách
gọi là cách dùng mà tương quan đó, ở bài 2 mình học đó, người nào người đó, cái nào cái đó. Đây. Nó là mở 2.1. 2.2. Cấu trúc tương quan này đây. Đây nè. Nó đại từ quan hệ, tức là vô văn. À, thì cái gia sân của mình là vị trí cách của vô văn này. Cái gia sân ở trong câu đó đó là vị trí cách của vô văn này nè. Nha, và đại từ nhân xưng chỉ định, đại từ nhân xưng chỉ định ở đây là ai văn đó. Đó, trong câu đó là ai văn đó, là kết hợp với nhau thành một cấu trúc tương quan. Nhớ không? Thì mình sẽ đọc là cái nào cái đó, hoặc là người nào người đó. Thế nè. Ví dụ tiếng Anh là which book I read, that book is good. À, tất nhiên người Anh họ không nói vậy, nhưng mà cái cấu trúc tương quan của mình nó tương đương như vậy. Which là đại từ quan hệ nè. Còn that là gì? Đại từ nhân xưng chỉ định đó. Which book I read, that book is good. Hoặc là tiếng Việt mình sẽ nói là cuốn sách nào mà tôi đã đọc, cuốn sách đó hay. Nhớ không? Nhớ cấu trúc tương quan nào không? Còn nếu mình bình thường mình có thể mình chỉ dùng đại từ quan hệ thôi, là cuốn sách nào mà tôi đã đọc thì hay. Nó cũng không thay đổi nghĩa gì hết á. Cuốn sách nào mà tôi đã đọc thì hay. À, còn mình dùng cái cách này thì cái nghĩa nó cũng vậy thôi, nhưng mà lúc đó nó sẽ thêm cái đại từ nhân xưng chỉ định nữa, tức là thêm nó thêm cái ai văn nữa. Cuốn sách nào mà tôi đã đọc thì cuốn sách đó hay. À, hoặc là như cái câu này nhớ không? Văn cha nam mí tăng qua nam mí, tức là ta biết cái gì ta nói cái đó. À, hoặc là cái gì ta biết thì ta nói cái đó. À, vậy thì ở đây nó tự trong hội chúng nào thì hội chúng đó được gọi là hội chúng nông cạn. Dạ. À, nông cạn. Tức là trong hội chúng nào, ha, trong hội chúng nào các tỳ khưu náo động, kêu căng, nói nhiều, nói bừa bãi, thường, không tỉnh giác, không định tĩnh, có tâm hỗn loạn gì đó, đại loại vậy, các căn không kiềm chế. Này các tỳ kheo, thì hội chúng đó được gọi là hội chúng nông cạn. À, rồi. Thầy Khánh hiểu rồi, nhưng mà nhờ thầy Khánh giảng cái câu cái chữ mà hôn tí á, tại trong bài nó có nhiều cái chữ hôn tí mà. Hôn tí này là hôn gì? Của hôn tí. Ừ, hôn tí đây, hôm nay còn hỏi hôn tí nữa. Hôn tí là gì? Ủa cái bản từ này không có cái. Động từ. À? Động từ to be phải không? Nhưng đi mà nói ghét thì là sao kiếm không thấy? Kiếm không thấy rồi. Sao không thấy cô đây nè? Đây là gì đây? Bản từ vựng số 12. À,
Hôn tí, còn hôn tí đây là gì? Hôn tí đây là gì? Rồi. Nha, động từ hô tí nè, mình phải nhớ thuộc lòng luôn nha, tại vì nó rất là cơ bản, nó rất là phổ biến. Rồi. Tiếp theo. Này các tỳ kheo. Cái gì là hội chúng? Là hội chúng thâm sâu. Rồi. Rồi tiếp luôn đi cô, y chang như nãy. Này các tỳ kheo. Ở đây trong hội chúng nào? Tỳ khu Ananda ha. Các tỳ khu. Rồi. Không xáo động. Không xáo động. Rồi. Nếu mà là không kiêu căng. Rồi. Không thất thường. Rồi. Không nói nhiều. Rồi. Không nói bừa bãi. Không nói bừa bãi. Samanatha. Tỉnh giác. Định tĩnh. Có tâm định tĩnh. Rồi, có tâm các căn thu thúc. Đúng rồi. Có tâm thu thúc. Này các tỳ khưu, đó là nhóm đó là hai nhóm. Không, sao đó là hai nhóm cô? Từ từ bình tĩnh. Đó là nhóm hai, đó là nhóm hai, nhóm nhóm thứ hai. Là đó, nhóm thứ nhất là nông cạn rồi. Không phải, từ từ bình tĩnh, cô lộn cái câu dưới rồi. Cô lộn câu trên câu dưới rồi. Có tâm định tĩnh, khô, biết không có các căn thu hút, rồi sao nữa? Này các tỳ kheo, đó là nhóm hội chúng thứ hai. Không phải, thiếu một câu rồi, con cái tài liệu sao bị thiếu vậy? Tài liệu bị thiếu hả mọi người? Đâu có thiếu được. À, không có. Có tâm định tĩnh, rồi. Có tâm thu thúc. Có căn thu thúc. Rồi, được gọi. Các tỳ khu vậy được gọi là hội chúng đó, nhóm hội thâm sâu. Đúng rồi, hội chúng đó được gọi là hội chúng thâm sâu, hoặc là hội đó được gọi là thâm hội sâu. Chúng thâm sâu. Ý mắc khô biết phát về đề ba cái xà. Này các tỳ khu, đó là nhóm thứ hai. Không, hội sao? Chúng thứ hai. Không, sao là hội chúng nha cô? Ý mắt khô là quả vậy. Quả vậy. Khô mới là quả vậy, còn hima là gì? Hima là gì? Đây nha. Đây. Cái này. Đây. Đây là sao? Này các tỳ khu, đây là đó là nhóm hai. Không, sau đó là nhóm hai được cô. Cái hồi đầu vô kinh Bình Đồng sao? Đó là hai nhóm hai hội chúng. Hai hội chúng. Này các tỳ kheo, đó là hai hội chúng. Rồi. Hai hội chúng. Rồi. Ôi xa, biết không thì là già. Này các tỳ kheo.
này các vị khu. Hai hội chúng là gì? Chưa, từ từ. Cái đoạn thứ hai có bạn nào làm tiếp không? Bạn nào làm tiếp đỡ cô Tuyết không? Nãy giờ cô Tuyết làm hai đoạn rồi đó. Này các tỳ kheo, có hai hội chúng này. Rồi, có hai hội chúng này cũng được. Rồi, tiếp theo. Hai hội chúng nào? Rồi, hai hội chúng nào? Hội chúng thiếu đoàn kết. Đúng. Và hội chúng đoàn kết. Đúng rồi. Rồi, tiếp. Này các tỳ kheo, thế nào là hội chúng đoàn kết? Đúng rồi, thế nào là hội chúng đoàn kết? Này các tỳ kheo, trong hội chúng nào mà các tỳ kheo ưa tranh cãi, ưa gây gổ, ưa xung đột, cái tính từ này nó không khó, mà nó khó là ghép với lại mấy cái tính từ này đúng không? Quy hào đi. Các tỳ kheo sống mà ưa tranh cãi đúng không thầy? Sống mà ưa tranh cãi. Ưa gây gổ, ưa xung đột. Đúng rồi, ưa xung đột. Thì cái hội chúng đó là hội chúng thiếu đoàn kết. Đúng rồi, hội chúng đó được gọi là hội chúng thiếu đoàn kết. Này các tỳ kheo, hội chúng nào là hội chúng đoàn kết? Này các tỳ kheo, trong hội chúng nào mà các tỳ kheo sống đồng thuận, sống không tranh cãi, không xung đột, rồi. Hòa thuận như nước với sữa, rồi, hòa thuận như nước với sữa, bình đẳng rồi, hiru sama, nó nhiều quá nên tự tiện đợi xem, hết rồi đúng không thầy? Tức là hết rồi. Thì hội chúng đó được gọi là hội chúng đoàn kết. Đúng rồi, hội chúng đó gọi là hội chúng đoàn kết. Này các tỳ kheo, đó là hai nhóm hội chúng. Đúng, đó là hai hội chúng. Này các tỳ kheo, có hai hội chúng này. Rồi, có hai hội chúng này. Hai hội chúng nào? Hội chúng nào rồi? Hội chúng bất bình đẳng rồi. Và hội chúng bình đẳng. Rồi. Này các tỳ kheo, hội chúng nào là hội chúng bất bình đẳng? Rồi. Này các tỳ kheo, trong hội chúng nào mà các tỳ kheo trong hội chúng nào Marisa Yang là trong hội chúng nào Athamma Kayan Aranti
Tiến hành. Tiến hành. Tiến hành những tiến hành những nghiệp không đúng pháp. Đúng, thực hiện. Đúng, thực hiện. Thực hiện những nghiệp không đúng pháp. Thực hiện những nghiệp không đúng luật. Thực hiện những nghiệp không đúng luật, không đúng pháp rồi. Tiếp theo là gì anh? Tham ma. Tham ma ni. Không thực hiện những nghiệp đúng pháp. Đúng rồi, không thực hiện những nghiệp pháp. Rồi. Rồi thực hiện những nghiệp không đúng luật. Đúng rồi. Và không thực hiện những nghiệp đúng luật. Đúng rồi. Rồi. Thực hiện. Sao nó giống đoạn trên vậy thầy? Không không, đâu giống, đâu giống. Coi kỹ lại. Nó khác một chút. Hát thang má cá mà ni đít bàn tì. À đít bàn tì. Là chiếu sáng. Đúng rồi, chiếu sáng. Chiếu sáng những điều không đúng. Những nghiệp. Pháp. Những nghiệp không đúng pháp. Rồi, đúng rồi. Rồi. Không chiếu sáng những nghiệp đúng pháp. Đúng rồi. Đây. Chiếu sáng những nghiệp không đúng luật. Đúng rồi, chiếu sáng những nghiệp không đúng luật. Và không chiếu sáng những nghiệp đúng luật. Đúng rồi. Này các tỳ kheo, hội chúng đó được gọi là hội chúng không đúng Vishama. Bất bình đẳng hả thầy? Hội chúng bất bình đẳng. Đúng rồi, bất bình đẳng. Bất bình đẳng. Cái bất bình đẳng này không, cái này mình phải dịch là bất cân xứng á, thì nó đúng hơn. Bởi vì bất hài hòa. Đúng rồi, nó cái tiếng Anh của nó là in. Bất hòa đúng rồi. In đi còn không, nó không phải bất hòa em, tức là tức là cái theo cái giáo lý mình đó, thì cái nghiệp đúng pháp nó là cái nên làm. Thì bây giờ không làm cái đó. Bây giờ không làm cái đó. Còn cái mà không đúng pháp. Cái mà không đúng pháp. Cái nghĩa của nó là giống như là đảo lộn vậy, đảo lộn vậy, đảo lộn. Cho nên cái là giống như cân bằng được này. Sao em? Cái bất hài là cân bằng hay là bất tương xứng á, bất tương xứng á thì mới đúng hơn. Bất tương xứng á, tức là giống như không có xứng đáng á. Là bất xứng. Dạ. Mình có thể dùng cái từ là bất xứng. Đúng rồi, bất xứng, bất xứng. Đúng rồi, bất xứng. Là xứng đáng á hồi xưa. Đúng rồi, xứng đáng thì bất xứng là nó không xứng đáng, đúng rồi. Bất xứng, bất hài hòa thì cũng gần. Tức là hài hòa theo cái quan điểm giáo lý của mình đó, tức là hài hòa tức là cái gì đúng pháp thì làm, không đúng pháp thì không làm, thì cái đó là nó hài hòa. Giờ làm ngược lại thì nó không có hài hòa. Rồi là bất xứng chứ còn bất bình đẳng thì nó bình đẳng. Nó đúng cái trường hợp này. Rồi, đoạn cuối anh. Này các tỳ kheo, hội chúng nào là hội chúng hài hòa? Đúng rồi, hội chúng hài hòa. Này các tỳ kheo, trong hội chúng nào mà các tỳ kheo tiến hành thực hành những cái nghiệp đúng pháp? Đúng rồi. Không thực hành những nghiệp phi pháp. Đúng rồi. Thực hành những nghiệp đúng luật và không thực hành những nghiệp không đúng luật. Đúng rồi. Chiếu sáng những nghiệp đúng pháp và không chiếu sáng những nghiệp không đúng pháp. Chiếu sáng những nghiệp đúng luật và không chiếu sáng những nghiệp không đúng luật. Này các tỳ kheo, hội chúng đó được gọi là hội chúng hài hòa. Này các tỳ kheo, đó là hai loại hội chúng. Đúng rồi, đó là hai loại hội chúng.
Rồi, ok, mọi người có thắc mắc gì về cái đoạn này không? Rồi. Ok ha, mọi người ok cái đoạn này. Rồi, bây giờ mình sẽ giải mấy câu ngắn ngắn ha. Mình sẽ luân phiên vậy. Mình đọc một vài đoạn dài rồi mình sẽ làm tiếp mấy đoạn ngắn ngắn này ha. Để cho nó ấy nó bớt cái quá tải cho mình ha. Ví dụ. Rồi vậy mọi người tải cái mọi người đao cái file PDF cái file PDF anh gửi trong nhóm á. Mọi người đao về đi để dễ theo dõi. Vì cái câu đầu này nó hơi dài, nó hai slide rồi, chứ không thì mọi người coi trên thẳng trên slide. Mọi người đau về hết chưa? Mọi người lấy về hết chưa? Rồi con này ha, sá má dê, thâm ma, dê ná săn tí, săn tí, dê săn tí, sá má dê ná săn tí, sập bê thâm ma, sá má dê, ách ta năng chá săn tí, chá ní rú danh tí. Rồi, mọi người coi đi, mình có 3 phút ha.
Rồi ai ai giải ra hai câu này rồi? Có ai giải ra hai câu này chưa? Thầy cái file PowerPoint này sao chưa thấy vậy? Chưa thấy à, à chưa chuyển qua hả? Ủa đây nè. Dạ. Không file PDF á, thầy gửi file PDF rồi mà. Dạ chưa gửi cái PowerPoint. Chưa gửi, chưa gửi, nãy giờ không thấy. Chưa gửi, gửi lại rồi. Nhớ chỉ là gửi cái file kia thôi. Đồ Bali Lesson 1.2 mới gửi tức thì hồi trưa nè. 1.2 ngày 10 tháng 4 PDF nè, còn trong trong nhóm Facebook nè, Khánh mở lên mà. Ông Lê Khánh gửi đó, gửi đúng nhóm nè. Còn cái trên màn hình chưa có, trên màn hình chưa có. Trên màn hình chưa. Cái bài 1.2 đó, làm sao không cái có. Mà cái mà cái xuống dưới. Cái hàng bài tháng 4 này. Rồi. Chưa gửi. Chưa gửi. Thầy có gửi cái file PDF bài 1.2. Kéo xuống dưới, Khánh mở lên trên màn hình Khánh đây nè. Kéo xuống dưới, kéo cái file xuống dưới. Cái file PDF mở lên trên trình duyệt, kéo xuống dưới. Còn cái phần ở trên bài... nè. Có trong bài 1.2 á, kéo xuống hết luôn á. Kéo có... xuống dưới thấy cái phần bài đọc thêm á. Có rồi, mở lên thấy mà có. Trang số 4. Đúng rồi, trang số 4. Không có cô sao cô lấy cái file con mới gửi hồi trước. Rồi bây giờ con gửi lại mà gửi lại cũng cái file đó à. Làm... nếu như mà cái file đó thì khỏi gửi Khánh ơi, nên tưởng là cái file nó giống trên màn hình, nếu mà như cái file hồi trưa hồi nãy gửi thì thôi khỏi gửi lại. Có rồi, tức là file đó là file PDF, đó chính là cái câu ở trên PowerPoint. Mọi người chỉ cần cái câu đó thôi chứ để mọi người làm chứ cần gì là cái file PDF hay file PowerPoint. Cái tại vì trong PDF nó mới đầy đủ hơn, tức là cái nội dung hai câu này nè là chắc chắn có trong file đó, hai cái câu này nè để làm nè là chắc chắn có trong cái file PDF á. Cái bản có cả bản từ vựng này luôn đầy đủ hết ở trong file PDF đó. Đúng rồi, ở trang số 4.
Có rồi đúng không nè, cô Tuyết có rồi nè. Trang số 4 này ơi. Trang số 4 rõ ràng. Thì nó phải có trong đó để mọi người làm bài Khánh mới nói mọi người coi, chứ không có thì cái nó mọi người mở ra làm chi. Không có cái phần này để mọi người làm bài thì có làm gì. Cái phần ở trên của cái file PDF thì nó giống y chang cái bài 1.2 mình học ngày xưa thôi, nhưng mà bổ sung nó phía dưới nên phải kéo xuống phía dưới. Tại vì mấy lớp sau này mà Khánh mới bổ sung mấy con này vô, cho nên là đó là lý do mình là mình học tới bài 4 rồi mình lại lấy cái file của 1.2 ra mình đọc lên như vậy, tại vì mình đọc nó vẫn có lợi cho mình, chứ không phải là gửi cái file cũ xì ngày xưa cho mọi người làm chi. Hết mấy file đó gửi làm chi. Rồi con này ra dễ ra chưa? Rồi, ai dễ ra con này rồi. Đây, con này là hai câu thơ đó nha, hai câu thơ.
Samaye. Rồi Samaye đây là cách gì mọi người, theo mọi người là cách gì? Vị trí cách hả thầy? Đúng rồi, vị trí cách. Đúng rồi, vị trí cách. Rồi vậy thì sao mà dễ mình đọc là gì? Mình đọc theo tiếng Việt. Mình đọc theo tiếng Việt. Theo dòng thời gian. Trong trên dòng. Trong dòng thời gian. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi trong dòng thời gian sao? Các pháp mà chưa có sẽ có. Rồi, đúng rồi, các pháp mà chưa tồn tại thì tồn tại. Vậy thì dê đây nó thay thế cho cái gì em? Nó thay thế cho gì Cường? Nó thay thế cho từ nào cụ thể? Nói thế cho thăm ma đó. Có thể thế cho thăm ma ở đây nè. Nhưng không, tức là nó chỉ đến cùng cái thăm ma, tức là những pháp làm sao, những sự vật mà chưa tồn tại ha, thì tồn tại. Rồi tiếp sau này em tương tự ha. Các pháp đã tồn tại. Rồi, các pháp đã tồn tại. Trong dòng thời gian sẽ biến mất. Trong dòng thời gian thì không tồn tại. Không tồn tại nữa. Ha, rồi. Tiếp theo, ở dưới sập B thăm má. Tất cả các pháp về bản thân của nó thì sẽ tự tồn tại và tự biến mất. Không, tôi đoán. Sập B thăm má là gì? Tất cả các sự vật. Tất cả những sự vật rồi, sao nữa anh? Trên dòng thời gian rồi sao nữa? Dòng thời gian tân năng bản thân nó tân năng đây là cách gì, sở hữu cách sở hữu nhiệm. Vậy thì mình ráp sao? Là của nó, bản thân của nó. Bản thân của cái gì của nó anh? Bản thân cái sự tồn tại. Bản chất của tất cả tồn tại. Tức là cái ata năng này là bổ nghĩa cho thăm má đây hả? Bổ nghĩa cho thăm ma đây hả? Yeah. Bản chất của các pháp của các pháp ở đây thăm ma đây là cách gì? Các pháp ở đây thăm ma đây là cách gì? Chủ cách. Đúng rồi, chủ cách số gì? Số. Chủ cách. Số nhiều. Số nhiều, số nhiều. Đúng rồi, còn ất năng là cách gì? Sở hữu cách, số nhiều. Nó sở hữu cách. Vậy thì nó bổ nghĩa làm sao? Bản thân tất cả
biết cái ấp đăng này á, nó là danh từ chứ nó không phải là tính từ. Nếu bây giờ mình nói là ấp tà năng, nó bổ nghĩa cho thâm ma thì ấp tà năng ở đây thứ nhất phải là tính từ, được không? Nó phải là tính từ hoặc là cùng lắm nó phải là trạng từ, được không? Bây giờ cho dù nó là tính từ đi, giả sử ấp tà năng ở đây là tính từ đi, thì tính từ này mà muốn bổ nghĩa cho danh từ thâm ma thì phải thỏa mãn ba điều kiện gì? Cũng cấp, cùng số cũng tính. Thâm ma đây là chủ cấp, còn nó đây là số cấp, thì nó bổ nghĩa cách gì vậy? Nó bổ nghĩa cách gì vậy? Trong dòng thời gian, tất cả các pháp vừa tồn tại vừa hủy diệt bản chất của nó. Không, em phải, mình phải chỉ ra, mình phải dựa vô cái nguyên tắc rõ ràng á, chứ mình không có dựa vô cái nghĩa của nó. Em không dựa vô cái nghĩa là bản thân chúng, chính chúng, rồi mình mang mang, mình suy luận mang mang, mình thấy ráp vô cái nghĩa đó rồi mình quá mới vô không được. Mình đâu có cái nguyên tắc nào mà bổ nghĩa vậy đâu em. Là một cái ở đây là chủ cách, rồi cái đây là chủ danh từ, một cái ở đây là danh từ chủ cách, rồi cái đây là danh từ sở hữu cách. Mà cái sở hữu cách nó bổ nghĩa cho cái chủ cách, hiểu theo cái nghĩa vậy đâu em, đúng không? Nếu mà nói với em về đây thì vậy, thì cái ấp tà năng này nó là sở hữu cách chỉ gì? Mọi người nhung, nên đó là do tại sao cái nãy mà xuất xứ cách phân ly á, mọi người nhớ không? Cái nói mọi người ghi chú lại là vậy. Vậy thì bây giờ cái này là sở hữu cách nè, cho mọi người biết nó sở hữu cách gì, sở hữu cách này là sở hữu cách gì mà mọi người có thể đọc như vậy được, có thể đọc là bản thân các pháp đó vậy, nó là sở hữu cách gì? Mình chưa bao giờ học cái sở hữu cách bổ nghĩa vậy bao giờ, chưa từng học một sở cái loại sở hữu cách nào mà bổ nghĩa được như vậy bao giờ đó. Nào, tại vì mọi người cứ cố gắng cái nghĩa nó vô, vì mọi người nghĩ cái nghĩa đó có lý nên cứ cố gắng vô theo cái hướng đó. Ra cái hướng đó là cái hướng cục, nó dễ hơn nhiều. Tức là nó phải kết hợp với một từ khác, nó không thể kết hợp với một từ. Mọi người thử tìm cái ấp tà năng này có phải sở, tức là cái samaya này nó sẽ liên quan đến cái ấp tà năng hơn là cái... Đó, làm sao liên quan, làm sao anh thử đọc ra coi.
Tức là có phải là tất cả các pháp nó sẽ tồn tại và biến mất theo cái thời gian của chính nó không thầy? Đúng rồi. Cái Atta Năng này nó ngụ nghĩa cho Samaje nè. Trong dòng thời gian của gì? Sở hữu tất. Thì trong dòng thời gian của bản thân chúng là do tôi là chuyện một, nó có một cái tuổi thọ khác nhau. Ví dụ như con người mình đi thì mình sống 100 năm, còn ví dụ như con muỗi con gì đó thì nó sống có như có vài tháng hay là vài năm thôi à. Hoặc là cái nhà cái xe thì tuổi thọ có thể 50 năm 60 năm, cái dòng thời gian của bản thân chúng là như vậy, tức là mỗi cái nó có tuổi thọ riêng. Giả tha năng đây là sở hữu cách mà chỉ cái quan hệ sở hữu luôn đó, đó là cái chức năng cơ bản nhất của sở hữu cách luôn, đâu có gì cao siêu đâu, đúng không? Còn cái như mọi người lý giải là tha năng nó chỉ vô quản lên cái pháp này mới rất là lắt léo, đúng không? Mới rất là cao siêu mà nghĩ hoài không ra. Còn đây nó là sở hữu cách và nó chỉ quan hệ sở hữu luôn, là cái quan hệ cơ bản của nó và cái chức năng cơ bản của nó, đúng không? Dòng thời gian của ai? Dòng thời gian của bản thân chúng, tất cả các pháp trong dòng thời gian của bản thân chúng thì tồn tại và hoại diệt. Đó, mọi người rõ chỗ này không? Người thấy cái khác nhau giữa cái mà mình đọc dựa trên cái cơ sở của ngữ pháp, là mình đọc mà mình dựa trên cái trực giác chứ, đó là khác nhau, đúng không? Cái đầu mọi người nghĩ là bản thân các pháp này thì trong dòng thời gian thì mọi người đọc theo trực giác, đọc theo cảm giác, bởi vì mình được coi qua cái nghĩa từ vựng mình thấy là tự động mình có cái trực giác, cái đầu mình nó ráp nối ra một cái nghĩa nào đó. Nên khi mà mình truy ra những cái cơ sở về mặt nguyên tắc ngữ pháp của nó để có thể là cho phép đọc theo cái cách như vậy thì là không có, hoàn toàn không có cái cách nào để mà đọc được như vậy hết, đúng không? Còn nếu mà ghép cái Atta Năng này mà ghép vô vô Thamma, mà ghép theo quan hệ sở hữu, tức là phải đọc là tất cả các pháp của bản thân chúng, thì cực kỳ vô nghĩa, không không ra một cái nghĩa gì hết, đúng không? Nếu mình lấy cái quan hệ sở hữu mà mình ráp vô cái này thì là tất cả các pháp của bản thân chúng thì không ra nghĩa gì hết, đâu ra nghĩa đâu, không thể ra được nghĩa gì hết. Còn mình cứ cố gắng ghép là mình nói là như vậy là bài chính bản thân các pháp, không phải, cái đó là mình gượng ép, nó không có nguyên tắc nào để đọc được giá hết, nó phải ráp với cái samaje này nè, trong dòng thời gian của bản thân chúng đó. Thì rất là xui, đúng không? Trong dòng thời gian của ai? Dòng thời gian đây chỉ cái tuổi thọ đó, thì có phải mỗi người là có một cái tuổi thọ khác nhau, mỗi loài vật mỗi sự vật một cái tuổi thọ khác nhau, thì coi như là nó thuộc về cái đặc tính riêng của mình, coi như là một kiểu sở hữu như là gì nữa, thì nó rất là xui. Ok không? Câu này mọi người còn thắc mắc gì nữa không? Thầy cho hỏi như vậy là cái sở hữu cách nó lúc nào nó cũng đứng ở sau một cái vị trí của cái danh từ đó hay sao thầy? Không cô, không 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 nhất thiết phải vậy, không nhất thiết phải vậy, không như thế, có khi nó cũng đứng trước. Cô đừng bận tâm mấy đó, cô đừng tâm, bây giờ đảo lại vậy cũng đừng, nó bình thường, không không vấn đề á, không vấn đề á. Nó tùy cái người mà viết ra cái câu này, cái vị nào mà lúc kết tập viết ra câu kinh đó, họ chọn cái nào thôi, chứ nó linh hoạt lắm. Bởi vậy lúc cho nên cái câu hồi nãy cô nói với con là cái đó nó nằm gần cái câu nãy đó, cô nói nó nằm gần cái động từ đó, thì cái đó mình cũng không chắc được, mình không chắc được, tức là nó tương đối chứ không như phải vậy là sao như cô. vậy là mình nhìn một câu mà mình dịch á, ví dụ như là mình biết là sở hữu cách, nhưng mà sở hữu cách của cái danh từ nào thì do mình suy luận hay sao thầy, hay có một cái Đúng. mấu chốt gì để mình nhìn biết? Đúng, mình phải dựa vô bối cảnh mình suy chứ con, chứ nó đâu có cái gì mà rõ ràng cho mình được, bởi vì Pali nó không dựa vô trật tự câu, mà tiếng Anh tiếng Việt nó dựa vô trật tự câu nó quá dễ, đúng không?
cứ nói đằng trước ra thuận ra đằng sau thôi. Còn bây giờ Bali nó không nhưng mà rồi sao con, nhưng mà mình nhìn cái sở khu cách đó thì nó không có trật tự câu, nhưng mà mình thí dụ cái mấu chốt như thầy nói là bây giờ mình nhìn vô một câu thì mình kiếm động từ, đúng rồi, nhưng mà bây giờ cái sở hữu cách này nè thì làm sao mình biết là nó thực trực thuộc vào một cái danh từ nào để mà mình phán xét. Cái đó là do bối cảnh hay sao thầy? Thì do bối cảnh đó, thì do bối cảnh chứ sao cô. Thì bây giờ cô cứ thử đi, bây giờ nó còn có mấy từ đâu, giờ từ cha là từ phụ quăng đi, xăng ti xăng tí là động từ rồi, xong cũng quăng đi. Cha đây là từ phụ, ni lu danh tí đây là động từ rồi, quăng đi, đâu còn gì đâu, thì chỉ còn lại có mấy từ, sập bê là một từ, thăm ma một từ mà mình biết chắc luôn, sập bê chắc chắn với bổ nghĩa là thăm ma rồi, xong luôn. Vậy coi như chỉ còn có ba cụm lớn là sập bê thăm ma, tức là tất cả sự vật là một, samaye là hai, giác ta năng là ba. Thì bây giờ cô đang coi, cô đang dò át ta năng đúng không, thì nó chỉ còn lại samaye, sập bê thăm ma thôi. Thì bây giờ cô muốn thì cô cứ thử đi, bây giờ cô lấy át ta năng cô ghép vô sập bê thăm ma coi nó đâu ra, đúng không? Mà mọi người cái ý mọi người cứ cố mọi người ghép vô sập bê thăm ma rồi còn cái samaye chi xong mình bỏ, mình phải thử cái mình ghép cái át ta năng vô samaye coi nó ra gì chứ. Mọi người thấy không, bây giờ nó ra mọi người có thấy kỳ không, đúng không? Tức là nó rõ ràng nó hai trường hợp là át ta năng có thể ghép với sập bê thăm ma, tức là mình chưa coi kỹ, mình chưa biết gì hết, mình nhìn ở ngoài vô thì mình biết nó phải có hai trường hợp vậy, rồi át ta năng ghép với samaye hai trường hợp. Mà tại sao mọi người bỏ qua cái samaye này, mọi người không coi, mọi người cứ cố là phải ghép vô cái sập bê thăm ma này, đúng không? Tại sao vậy? Đúng không? Tức là cái tâm lý của mình, cái quán tính của mình nó rất là lớn, mình đọc theo cái trực giác là nó rất là lớn. Đúng không? Còn mình đọc theo đúng rồi, dựa trên ấy là tự nhiên mình sẽ nhìn nó cách khác, mình phải coi hết tất cả trường hợp át ta năng này có thể ghép với đâu, à hai trường hợp giờ ghép với sập bê đam ma thấy kỳ kỳ, không thấy lạ lạ quá, rồi bây giờ thử ghép với samaye coi, ghép với samaye ghép ra làm sao, đúng không? Đó, cái cách nó chỉ có vậy thôi chứ đâu có bí quyết, đâu có bí mật gì đâu, đâu có, nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mình thử trường hợp này, mình thử trường hợp kia xem nó như thế nào, dựa vô những cái mà kiến thức mà mình đã học á. Rồi, à, câu Latin tempore, khoai nông sun, sun, khoai sun, tempore nông sun, omnia temporibus, temporibus sun pere unque suit. À, tempore là gốc từ của temporary. À, cái khoai này của nó là tương đương với cái dê của mình, còn cái sun nè. Và đấy cái sun của nó không? Sun nó là tương đương với xăng ti, mọi người thấy giống nhau. Xăng ti với sun. Đó. Nè, rồi. Rồi, hôm nay mình dừng ở đây ha. Hôm nay mình dừng ở đây. Mọi người về làm tiếp mấy câu còn lại nha, mấy câu đọc thêm còn lại á, bữa sau mình sửa. Rồi để hồi hướng đi ha, để cánh mở cái hồi hướng. Akasatha ca mumatha di vanaga mahi
Punyan tang namunituwa jiran rakhan disanam Akasatha jemumakta diwanaga mahidika Punyan tang namunituwa jiran rakhan kumakperam Itawata jahani sambetang punya sambedam Sambi diwa amu dan ku sambe sampati sidiyan Itawata jahani sambetang punya sambedam Sambi buta amu dan ku sambe sampati sidiyan Itawata jahani sambetang punya sambedam Sambi sanda dan ku sabe sampati sidiyan Idang ni nyatinan kudu sukita kudu nyateyo Idang ni nyatinan kudu sukita kudu nyateyo Idang ni nyatinan kudu sukita kudu nyateyo Idang ni punyang asua kaya waan Idang mi nyati parasa pacayu utu Mamang punya pada sapa satanang